của cầu thủ chính. Wow. Okay. Có lý do. Chúa sút chút quyết định Yabun. Sút chút quyết định Yabun. Chính cú penalty tiếp theo. Đúng không? Wow. Đây là giây phút bốc thăm đội nào thực hiện penalty trước. Đây là trận đấu ngang tài ngang sức và căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên các bạn ạ. Rất hồi hộp vào đây cái tính để xem coi Tuấn Tú có đoán được đường đi của suốt cuộc đồng hành hay không. Đồng thức vào 1-0 nghiêng về đội Dugong Phú Quốc ở bàn penalty. Đây là đấu thành hơn thưa quý vị. Đội trưởng Đỗ Thanh Hiền và Lê Tấn Nhất là thủ môn của cú sút đầu tiên của cầu thủ chính. Sút vào rất dễ dàng, rất lạnh lùng. Tấn Nhất còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chưa kịp chớp mắt thì bóng nó vào. Bây giờ là số 11 cầu thủ đã ghi bàn đúng không? Phù Xe Lộc. Cầu thủ đã ghi bàn, tỷ số lên 4-0. Sút vào. Tuấn Tú gần như không có phản xạ ở trong tình huống vừa rồi. Quá mạnh. Bây giờ sẽ là số 8 Ngô Hải Đại Dương. Chắc chắn là sẽ có lý do. Về với vùng biển Phú Quốc, đại dương luôn luôn phát huy được. Số lượng tiền Võ Văn Dũng quyết định cho Võ Văn Dũng thể hiện cú penalty tiếp theo. Đúng không? Wow! Tuấn Tú rất tuyệt vời. Một pha đẩy bóng, một pha đẩy bóng mà không khác gì của bàn thắng cả. Em là cái hàng triệu trái tim của cầu thủ Nhí Võ Hoa. Chúc mừng Tuấn Tú, chúc mừng cầu thủ Nhí. Bây giờ sẽ là số 10 Minh Đức. Không vào. Hay quá. Lê Tấn Nhất thưa quý vị. Ngay sau đấy thì thủ môn của đội Dugong Phú Quốc cũng đã thể hiện được sự xuất sắc. Trời ơi, tỷ số lại hòa rồi. Đây là số 7 Trần Duy Văn. Duy Thanh. Hay lắm. Rất gần với tay của Tuấn Tú nhưng mà không phản xạ kịp rồi. Nguyên Kha đã quay trở lại. Anh hùng của chúng ta đã quay trở lại. Đây là cú sút quyết định. May mắn của cầu thủ Nhí quay trở lại rồi. Nguyên Kha. Wow, tuyệt vời. Số 13 quá tuyệt vời Phú ơi. Bây giờ là số 2 Tuấn Kiệt. Phạm Tuấn Kiệt. Chú Gia Hiền đã ra truyền giao sức mạnh cho Tuấn Kiệt rồi. Tuấn Kiệt ơi. Đó là tay của thủ môn đã chạm vào. Chính xác, Tuấn Nhất đã đúng rồi. Nhưng mà Tuấn Kiệt đã có một cái bàn tay may mắn của chú Gia Hiền đụng vô. Tỷ số bây giờ đang là 5 đều rồi. Bây giờ là số 15 của Dugong. Tuấn Tú cố lên. Vâng, và đây là cú sút quyết định quyết định của số 7 của Gia Bình. Gia Bình. Số 7 Gia Bình. Gia Bình sẽ là người chúa sút chút quyết định Gia Bình. Vậy là đội cầu thủ Nhí 2020 đã lập nên một kỳ tích, xuất sắc giành chiến thắng trước đội bóng hàng đầu tại Phú Quốc. Một chiến thắng thuyết phục trước đội Dugong FC Phú Quốc. Xin chúc mừng các thành viên cầu thủ Nhí. Đây đúng là phần thưởng xứng đáng dành cho những ngày tập luyện chăm chỉ của các bạn cầu thủ Nhí.